Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ kể về số mẫu chuyện về chuyện vui. Chuyện vui chứ không phải chuyện cảm động hay là chuyện buồn về đội chó nha các bạn. Chuyện thứ nhất là ngang với chó, bố vợ và con trẻ đi lên ruộng tới bờ sông. Hai bố con nhìn thấy một con chó bơi ở dưới sông. Bố vợ: con chó biết bơi không? Con rể: dạ không ạ. Bố vợ: ui mày không cả bằng một con chó nữa à? Con rể: thế bố biết bơi không ạ? Bố vợ: ta có chứ. Con rể: bố thế bố cũng chỉ ngang với con chó thôi. Con chó thẩm mỹ. Câu chuyện thứ hai: một khách du lịch vào quán rượu uống vài ly rồi quay ra cãi với nhau với mấy anh chàng địa phương về chuyện giống chó ở đâu khỏe hơn. Cuối cùng họ quyết định ra sao quan tổ chức đấu chó. Khi đám trai địa phương mang chó tới, ông khách du lịch mở vali mang ra một con chó vài vàng dài hơn 40 cm. Con vật lần lượt cắn chết tất cả những con chó trong khu phố. Đám trai địa phương hỏi: ông kiếm đâu được con chó này thế? Người khách đáp: trước khi tôi cắt đuôi và sơn màu vàng cho nó là một con cá sấu. Chuyện thứ ba, chuyện cười toàn chữ C. Con chó cắn cụ Chánh. Cậu cắn con của cụ Chánh, cháu của cụ Phúc, cháu của chú Chiến. Cậu cắn đó con chó cỡ con chồn, cắn con chó cao cỡ cắn con còn, cổ cũng cỡ cổ con cóc, cổ con chó cậu cột cái chuông. Cậu cưng con chó cùng cực, con chó cũng cưng cậu. Cứ chiều cậu cõng con chó cầm viết cần câu, chăm chỉ câu cá chép cạnh chân cầu xuống cần cá. Cậu chăm chú canh chừng cướp cần câu, chốc chốc cậu cắt cao cần câu coi, còn cá chép cắt cớ cắn câu. Cậu cẩn cắt cao cần câu, cậu cười chốc chốc cả con cá chuối cũng cắn câu. Cậu cẩn cầm con cá chuối chặt cổ chìa cho con chó cưng của cậu. Con chó của cậu cắn cổ con cá chuối co cẳng chạy. Cậu cẩn cất cần câu cùng các cậu cho choi chơi cờ cạnh cổng chợ. Chơi cờ dán chán chê, cậu cõng con chó cầm con cá chép cậu chuồng. Cậu cẩn cho con chó của cậu chui chuồng, cậu cầm con cá chép cạo cạo. Cậu chặt, cậu cho chảo cậu chiên. Cái chính cậu cẩn cùng cụ Chánh chén cả cá chép chiên chấm cà cuốn cùng chú Chát. Con chó cưng của cậu cẩn cứ chập chờn cửa chuồng chở chực. Cuối cùng cậu cẩn cho con chó chén cơm chiên cùng chút cá chép. Con chó cạp chén cơm cậu cho chu chuồng. Cụ Chánh coi cút, cụ có con chim chích chòe cùng các chuồng chim cáo cạnh. Cụ cưng con chim của cụ, cứ chốc chốc cụ cầm cái chỗ trà cắm chân. Cụ chậm chậm chọt các chú chuồng chuồng đập chèn cầm cây cao cho con chim của cụ chén. Có chiều cậu cẩn cùng các chuồng chú cho choi câu cá câu cua chỗ cống của cậu tử. Cậu bột con chó cưng của cậu cạnh cửa, con chó của cậu cẳng cà chén trước thịt trắng con chim của cụ Chánh. Cụ Chánh cầm cây chổi chọc con chó, con chó co cẳng chạy. Cụ Chánh cảnh cáo cậu cẳng, cậu chỉ cười cậu còn phải đầy chạy chối. Cũng có chiều cậu cẳng
cần công cán chỗ công cộng. Cậu cũng cột con chó của cậu cạnh cửa chuồng, cụ tránh cùng bò cụ sẵn chơi cờ. Cụ chuẩn cũng có con chó cho chơi, cụ chẳng có cần. Cụ cột con chó cạnh chỗ con chim của cụ tránh, con chó của cụ chẳng cùng con chó của cậu cạnh cách chớ chỉ chờ giật cánh chim của cụ tránh. Cụ tránh cầm cây cố cả con chó cứ cào cấu cứ cằn cằn, chờ con chó của cậu phẳng trồn cẳng cao cắn các chuồng chim của cụ chánh. Con chim đích về chạy cuốn cuồng cầu của cụ chánh. Con chó của cụ chẳng cắn cục cánh, con chó của cậu phẳng chặn cửa cắn chân cắn cổ con chim. Chim của cụ chánh cục cắn cục cánh cuối cùng tích cứng, chỉ còn cái chân còn cục cửa. Cụ đánh cây cú cầm cây có chục cân cấp cao chọn con chó. Con chó của cụ chẳng cà cuốn co cẳng chạy, cái cố cán cẳng con chó của cụ chẳng cái còn chắc chú. Con chó cố chạy cụ chẳng cầm cây cuốc cuốc cổ con chó. Con chó của cụ chẳng trùng chân cuối cùng cụ tránh với con chó tức cứng. Cụ tránh cùng cụ chẳng cắt cổ con chó, các cụ cầm chép các cụ cạo, các cụ cắt chắc con chó cạo vào chỗ có củi đến cẳng con chó công công. Các cụ giờ con chó chín, các cụ chặt các cụ cưa. Cụ tránh cắt cho cậu cẳng cái cẳng cái cổ, còn cả con chó các cụ đã chảo các cụ chiên. Con chó chết các cụ có tới về chém, chó chiên chả chìa củ chuối chấp chấp các cụ cùng chạm tóc các cụ vườn. Chuyện thứ tư, con chó. Một phụ nữ trẻ đi ngang qua phố chợt để ý đến một đám tang rất kỳ lạ, hai chiếc quan tài màu đen nối đuôi cách nhau khoảng 15 mét. Ngay theo sau cổ quan tài thứ hai là một quá phụ mặc đồ tang đi cạnh một con chó trong chuồng trông rất hung dữ. Quá phụ và con chó này đang dẫn đầu một đoàn người phía sau khoảng 200 người toàn là phụ nữ. Không thể ngăn nổi trí tò mò, người phụ nữ sát lại bên quá phụ và hỏi: tôi biết đây là lúc không nên hỏi, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bàn tay kỳ lạ như thế này. Bà có thể cho tôi biết đám tang này là của ai không ạ? Quan tài thứ nhất là của chồng tôi. Điều gì đã xảy ra với ông nhà? Con chó của tôi đã tấn công và giết chết anh ấy. Quá phụ thở dài trả lời: thế quan tài thứ hai là của ai? Của mẹ chồng tôi, bà ấy đang cố kéo chồng nó ra thì con chó quay sang tấn công bà ấy. Sau một hồi im lặng ra về cảm thông, người phụ nữ trẻ chợt lên tiếng: bà có thể cho tôi mượn con chó không ạ? Nghe vậy phía dưới chợt nhao nhao xếp hàng chị kinh. Xin chào tạm biệt các bạn.